Rồi thôi chứ tóm tắt ở trên thôi. Được chồng sắp cưới dẫn dắt nên đã quy y theo Phật được hơn 2 năm. Thưa sư, trong kinh Đức Phật dạy chúng con phải làm gì khi người bạn đời muốn xuất gia tu hành? Bản thân người nữ phải cư xử như thế nào, vừa phải lẽ, vừa bớt đau khổ, bớt hụt hẫng, tránh gây oan trái với đạo. Có câu chuyện nào tương tự trong kinh mong sư kể cho chúng con cùng nghe. Bổn phận con không biết giờ phải làm gì cho đúng. Rồi, ở dưới thì cái gọi là cái hoàn cảnh cá nhân thôi. Nói như vậy, cứ để đi tu cỡ chừng 3 năm đi, rồi thì cái cô á, cái cô này á, cô hỏi á, cô quay lại đây rồi cô hỏi lại sư. Tức là nếu như mà ổng đi đi tu 3 năm rồi đó mà lòng mình vẫn không thay đổi, vẫn còn thương quá, vẫn còn hụt hẫng, qua không được, bỏ không được thì quay lại đây. Tại sao sư nói như vậy? Tại vì á, thế sự nó vô thường lắm, tâm nó cũng vô thường. Mình nói thay lòng thì nó giận, chứ còn sự thật thì cái tâm nó vô thường. Cô á, thì trong cái cô chia sẻ thì cô có nói á, là cô chưa kết hôn, tức là trong cái gọi là cái cuộc đời của cô chưa kết hôn lần nào. Cô có biết á, là sư biết cũng có một cổ đã kết hôn rồi nha. Sắc á, thì xấu, bề ngoài thì xấu, mà ở trong á, thì cũng xấu tánh xấu nết. Vậy đó mà cổ có chồng rồi á, thì đương nhiên rồi thì tới hồi á mà chồng bỏ đi tu, cổ cũng tái giá. Mà cái thời gian cổ tái giá hình như là đâu chừng có vài tháng năm gì đó. Mới đầu cũng nói hay lắm, mà rồi thì cũng tái giá thôi. Và tới hồi mà chuẩn bị gọi là ưng cái anh này, ưng cái anh mới rồi đó, dắt cái anh mới vào gặp và cái vị tu sĩ gọi là chồng cũ, không biết là để vì cái gì, có thể là để dằn mặt không chừng, hoặc là để nói là bây giờ tôi cũng có tình yêu mới rồi. Ở trong cái tác phẩm của Trung Quốc thì cũng có cái câu chuyện là thiếu phụ quạt mồ, là hai vợ chồng thì sống với nhau thì cũng rất là hạnh phúc, coi như là anh thiếu em thì anh sống không nổi, mà em thiếu anh thì chắc em cũng sống không nổi. Tới hồi mà cũng hứa hẹn, anh chồng ổng mới nói là thôi, cô vợ cũng mới nói là nào anh chết á, mà cái mồ nó khô á, cái mộ nó khô đất á, thì em mới nghĩ đến chuyện lấy bước nữa. Chứ còn mà tức là mà đất thì bao giờ nó khô, cho nên là nói thì mang ý nghĩa là em sẽ không có lấy đi bước nữa đâu. Nhưng mà rốt cuộc á, thì chồng mới mất không bao lâu thì cổ mới đêm hôm cổ ra cái mồ, cổ quạt cho cái mồ nó mau khô để cô đi bước nữa. Cho nên cái tâm nó vô thường lắm. Thành thử sư mới nói đó, 3 năm sau mà mình vẫn còn yêu còn thương á, quay lại đây. Rồi sư mới đưa ý kiến. Còn bây giờ nó còn mới á, thì chúng ta dễ hụt hẫng lắm. Vì là mất lòng trước được lòng sau đi. Bây giờ sư nói cái này, ở trong kinh Tạng á, có những trường hợp mà là vợ chồng của nhau mà ông chồng đi tu không, thì có
có nhiều là đằng khác à. À, có trường hợp á bà vợ bả ông chồng đi tu rồi thì cũng tới năn nỉ ỉ ôi, cái này ở trong tiểu bộ Phật tự thuyết cũng có, mà ở trong Tạng luật cũng có, cổ này cổ năn nỉ ỉ ôi, nhưng mà anh chồng ảnh nhất quyết là tu, thành ra rồi đó thì cổ cũng bỏ đi thôi. Thì đây đấy là cái gọi là mạnh đường ai nấy đi. Rồi cũng có trường hợp á như là cái vị có vị á thì bà vợ thì ông chồng đi tu, bà vợ lập mưu, biết ông chồng mình thì ổng cũng không có mạnh mẽ lắm, thành ra là lập mưu cúng dường tre tăng, rồi thì mời sư mời sư là đến để hướng dẫn là sắp đặt bàn ghế thế này thế kia, rồi thí dụ như là tụng kinh xong á thì cũng ở lại nhà để thuyết thời pháp đại loại như vậy, hoặc là có vài lời để chia sẻ thì mới lập mưu. Rồi tới hồi mà cái vị này về á thì hè ra đè ra rồi lột y lột áo rồi x y z các thứ, và thế là vị này hoàn tục nó cũng có. Rồi có trường hợp á là như là những còn những trường hợp hướng thượng, như là trường hợp của ngài Maha Kassapa, ngài và vợ của khi mà còn là cư sĩ á, ngài và vợ á, gọi là chồng như thế nào thì vợ như thế đó. Anh chồng á hễ mà làm loài người á thì ngài là chồng thì cái bà là vợ, còn khi ngài chứng thiền thì bà cũng chứng thiền, ngài lên cõi trời bà cũng lên cõi trời, ngài lên phạm thiên bà cũng lên phạm thiên, rồi bà trong kiếp cuối thì ngài xuống thì bà cũng đi xuống, rồi khi ngài xuất gia thì bà cũng đi xuất gia. Đó là một. Hoặc như trường hợp vợ của Bồ Tát của chúng ta, khi mà Bồ Tát đi ra khỏi cổng thành thì bà lúc nào cũng nghe ngóng, hễ mà bà nghe Bồ Tát thực hành như thế nào á thì bà ở trong lâu đài bà vẫn thực hành như thế đó, bà nghe Bồ Tát thực hành khổ hạnh bà ở lâu đài bà cũng thực hành khổ hạnh, bà nghe Bồ Tát là chỉ là đắp cái y gọi là rất là xấu thì bà cũng đắp cái y rất là xấu, bà nghe Bồ Tát là nhịn ăn thì bà cũng nhịn ăn, tức là Bồ Tát như thế nào bà như thế đó. Tới hồi mà Bồ Tát xuất gia thì không lâu sau thì bà cũng xuất gia. Thì đó là trường hợp gọi là chồng xuất gia thì vợ cũng xuất gia. Thành thử quay trở lại câu nói đầu tiên của sư là cứ để 3 năm 5 năm sau đi, rồi coi cái lòng của mình á nó như thế nào. Một cô á ba mươi mấy rồi nha, xấu sắc xấu tính xấu nết một đời chồng vậy đó mà còn gọi là có ai vô phước cũng rước rước về để chịu khổ thì huống chi là mình à, thành ra là cũng đừng có lo. Rồi thì 3 năm 5 năm sau để coi cái lòng của mình nó còn chuyên nữa hay không, nó có còn như một nữa hay không, hay là chúng ta đã có bờ bến lạ rồi, có bờ bến mới rồi. Thì khi nào mà nếu như chúng ta gọi là vẫn chính chuyên một lòng á, thì chúng ta giải quyết kiểu khác. Còn bây giờ thì cứ để chờ coi sao. Còn trong thời gian này đó, thì cũng không cần phải cản đâu. Bởi vì á,
Thứ nhất là cái chuyện cản đương nhiên nó mang nghiệp, đó là không có nên. Cái thứ hai, suy nhớ một câu thế này: cái gì của mình thì nó cũng là của mình, mà cái nào không phải của mình có cố mấy cũng không phải của mình. Nếu như á, mà anh này ảnh đi tu á, mà ảnh có cái duyên tu và ảnh yên ổn trong cái đời tu á, thì xong. Còn phần nhiều là cũng ham vô chùa tu nhưng mà tu thời gian ngắn thì cũng về đời. Thành ra là có những người á, họ tu thử suốt gieo duyên rồi nó thành ra tu thiệt, nhưng cũng có rất nhiều những người tu thiệt nhưng mà rốt cuộc là thành gieo duyên. Thành ra mình cũng không biết được, nhưng mà trước mắt á, thì mình cũng không có cần phải cản làm chi. Còn vượt qua thì cái gì cũng vậy, vậy cái đời nó vô thường, trước sau gì rồi nó cũng khác đi thôi. Cái buồn của cô bây giờ nó sẽ khác với cái buồn của cô 1 năm sau, và nó sẽ khác rất nhiều cái buồn của cô 3 năm sau. Cho nên là cô không cần phải nghĩ cái cảnh là sống một mình đến hết đời này con chán quá, thì xưa cũng không chắc lắm. Thành ra là bây giờ thôi thì cứ để vài năm sau, để thời gian nó qua rồi mình coi như thế nào. Còn sư nói, nếu mà quý vị nói là gọi là ổng hay nghe video của sư, thì sư nhắc cái anh mà anh đi tu á, là như thế này: khi mình đi tu, đàn ông mình khi mình đi tu thì hãy sẵn sàng tâm lý là cái người gọi là người thương của mình đi theo người khác. Lúc đó đó mới tu nổi. Còn mà mình đi tu á, mà mình còn ôm cái tâm lý á, là cái người thương của mình á, họ cũng sẽ đi tu á, thì không chắc nha. Đừng có gọi là ảo tưởng cái đó. Rồi tới hồi mà cái sự việc nó không như ý của mình á, thì mình sẽ không có bị sốc. Nó giống như có hai cái vị thầy, khi mà đêm ban đêm 4 giờ thì đi tụng kinh, gọi là cái công phu sáng, thì cái người bạn hỏi là bây giờ sao, đi tu rồi vui không? Nó vui vui, gọi là làm ra hẳn một cái bài thơ để mà miêu tả là cái khi mà mình buông bỏ cái sự đời á, thì mình rất là hạnh phúc, rất là hạnh phúc. Thì người bạn mới chọc một câu: nhưng mà cái giờ này nè, giờ này á, thì có khi là cổ đang sung sướng ở trong vòng tay của người đàn ông lạ, thì anh có chắc là anh vẫn còn an lạc như là anh vừa mới nói hay không? Thì khi người cái người cái vị kia thì nghĩ đến cái chuyện mà mình bị đội cái nón xanh, bị đội đội cặp sừng, thì bắt đầu là sừng sỏ với vị này. Thì có nghĩa là mình đi tu mà mình còn ảo tưởng là cái người bạn đời thì họ vẫn cứ phải là theo mình, thì coi chừng cái đó là hơi ích kỷ. Thành ra nếu đi tu đương nhiên sẽ rất là ủng hộ, nhưng mà tâm lý là phải chắc nha, chứ để một ngày nào đó đó bà nhắn cái tin vô đó, bà nói là em chuẩn bị em đi bước nữa, anh không về là em cưới người khác đó, lúc đó bỏ chùa thì đừng có nói tại sao sư không cảnh báo trước nghe.